Ở câu số 1, bài toán kêu là nhận diện hình dạng của cái phương trình z bằng x bình trên 25 trừ y bình trên 16. Thì chúng ta thấy hàm số này nó có dạng là z bằng x bình chia a bình trừ y bình chia cho b bình. Ở đây là phương trình của mặt paraboloid hyperbolic nên chúng ta sẽ chọn câu C. Chúng ta đến với câu số 2. Câu số 2 là một câu ứng dụng của tích phân hội 3. Tính tích phân y này, biết cái e là miền giới hạn với z bằng 3 cộng 0 trên 4 x bình cộng y bình, thì chúng ta có thể dễ dàng thấy được cái cạnh của z sẽ từ 0 cho đến 3 cộng 0.4 x bình cộng y bình. Cạnh của z đây sẽ là 3.9 z. Và còn lại hai còn lại mình sẽ để yên, tạm thời đây là ở d, đây là da. Rồi chúng ta biết được là d nó nằm bên trên x bình cộng y bình bé bằng 1.4 bình, thì nó sẽ là dùng tích phân kép tích để từ 0 đến 2 pi của 0 cho đến 1.4. Rồi chúng ta sẽ tính cái bên trong đây là bằng 3.9 chia cho 2 cạnh trên bình trừ cạnh dưới bình, đúng không? Nguyên hàm của z là z bình chia 2. Nó thay vào đây là 3 cộng 0.4 x bình cộng y bình tất cả bình vuông trừ cho cạnh dưới bình là bằng 0 rồi. Nên là nó chỉ còn như thôi. DA trong polar coordinate thì x bình cộng y bình là bằng r bình. Chúng ta đổi qua polar coordinate là bằng phân từ 0 đến 2 pi phân từ 0 đến 1.4 3.9 chia cho 2 3 cộng 0.4 r bình tất cả bình vuông và nhân thêm r d phi thì cụm đầu trong đây chúng ta dễ dàng bấm máy tính được thôi, phân từ 0 đến 1.4 3.9 chia cho 2 3 cộng 0.4 x bình tất cả bình phương và nhân thêm x ở ngoài đây nữa. Đây. Rồi chúng ta sẽ tính tích phân từ 0 đến 2 pi của an. Đây, ra thu đáp án là 138.7654 thì nó xấp xỉ đáp án B. Và đến với số 3 thì đây là một câu liên quan đến chuỗi. Chúng ta sẽ thấy được x nó là một cái ẩn nên chúng ta sẽ đưa x với lại x bình ra ngoài. Chúng ta sẽ bằng cái gì? X bình tổng sigma từ n bằng 0 đến vô cùng 25 chia 24 n để trừ cho đây là x tổng sigma từ n bằng 1 đến vô cùng đây là 5 nhân cho 2 mũ n cộng 1 chia cho 10 nhân 5 mũ n và cái này bằng 1. Rồi bây giờ chúng ta chuyển việc, chúng ta tính cái thằng này đặt đây là A lớn, thằng bên đây là B lớn. Mình chuyển tính A lớn với B lớn nữa rồi ta sẽ giải phương trình bậc 2 này ra. Bài toán cho là x là một số dương, thì chúng ta chỉ nhận được giá trị x dương thôi, dương rồi tổng sigma từ 0 cho đến n vô cùng là 50 đi, 0 cho đến 50 của 25 chia cho 2 mũ n 2 mũ x đây ta cho thu 50 vậy là a chúng ta sẽ bằng 50 luôn. Rồi và tương tự chúng ta làm cho cái thứ hai sigma từ 1 đến 50 5 nhân cho 2 mũ x cộng 1 cho 10 nhân 5 mũ x để chúng ta được 2 phần 3, B bằng 2 phần 3. Để chúng ta có phương trình bậc 2, 50x bình trừ 2 phần 3x trừ đi 1 bằng 0. Chúng ta sẽ giải phương trình bậc 2 này, nó lấy nghiệm dương. Đây, nghiệm dương là xấp xỉ 0.15. Nên phương án đúng ở đây là phương án C. Rồi câu số 4, bài toán kêu tính hết phân kép của 3. Khi biết D là một cái đường tròn x bình cộng y bình bé bằng 9. Rồi thì chúng ta có là cái này chúng ta có thể đưa 3 ra ngoài, tích phân đôi của d, cái này là 1 da. Chúng ta biết là tích phân của 1 da nó chính là diện tích của phần d. D là một đường tròn có bán kính r bằng 3 đúng không? Đường tròn thì về diện tích của nó là pi r bình bằng 9 pi. Thì cái này bằng 3 lần của 9 pi là bằng 27 pi. Đây, phương án chính xác ở đây là phương án A.
Câu số 5 mà đoán chưa là tìm M. Tại điểm M thì hàm số đặt giá trị tiểu. Còn mà trước chúng ta sẽ tính Fx là đạo hàm F thay là x là trừ 3 chia cho 125 x bình cộng 50 bình trừ 2 phần 5x. Và còn nó đạo hàm của F thay là y. Đây là còn lại là 10x thi cộng 250y. Chúng ta sẽ cho đạo hàm theo x bằng 0 và đạo hàm thành y bằng 0 thì chúng ta sẽ giải hết. Còn từ cái phương trình số 2 chúng ta có thể đặt đặt 10y là nhân thể chung. Và còn lại là x cộng với lại 25. Thì sẽ xảy ra hai trường hợp, đó là hoặc là y bằng 0 là x bằng trừ 25. Nếu như mà để ý kỹ bốn đáp án này thì chúng ta không thấy cái x nào bằng trừ 25 hết, đúng không? Cho nên chúng ta có thể dễ dàng cho bỏ cái trường hợp đằng sau. Và còn trường hợp đó là y bằng 0 thôi. Thì với y bằng 0 thì mình sẽ thay vào bên trên, chúng ta thu được là trừ 3 phần 125 x bình trừ 2 phần 5 x này bằng 0. Thì chúng ta thấy được là sẽ có hai nghiệm. Một nghiệm là x bằng 0. À, nghiệm còn lại là chuyển vế qua đây là chia qua đây là còn lại là x bằng trừ 50 phần 3. Do dễ dàng thấy được là y bằng 0 thì chúng ta chỉ có đáp án B hoặc đáp án A thôi. Và lại còn x bằng như đây nữa thì chúng ta dễ dàng chọn được phương án chính xác đây là phương án A. Không, x bằng trừ 50 phần 3 và y bằng 0. Chúng ta có thể kiểm tra thêm bằng cách là chúng ta tính là D là bằng fxx nhân cho fyy trừ cho fxy bình phương. Thì chúng ta có thể kiểm tra thêm cũng được, nhưng như mình thấy không cần thiết. Và câu số 6 chúng ta chưa tính là integral. Đặt đây là y bằng cái này. Biết rằng C là một đường parabol x chạy từ 1 đến 2. Do sẽ tham số hóa cái hàm C. Là mình sẽ đặt đó x bằng t. Y mình sẽ bằng 4t bình. Và cho có điều kiện đó là t là bằng x chạy từ 1 đến 2. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính y. Thì chúng ta có nó sẽ bằng là tích phân từ 1 đến 2 của nhân cho thay t vào đó là 2t trừ đi 2t y bình là bằng 4t bình tất cả bình phương nhân cho căn bậc 2 của đạo hàm của x theo t là bằng 1 bình hàm của y theo t là 8t mình bình phương lên hay là dt. Còn việc còn lại là chúng ta bấm máy tính là xong. Phân từ 1 đến 2 của 2x trừ cho 2x nhân cho 4x bình tất cả bình phương căn bậc 2 của 1 cộng 64x bình. Chúng ta thu đáp án trừ 4619.495. Đáp án chính xác đây là phương án D. Câu số 7 là một câu ứng dụng của tích phân bội 3. Thì chúng ta có là bài toán kêu tính electric charge trên cái solid E này. Chúng ta biết được hai cái phương trình này thì mình nghĩ ngay đến chúng ta sẽ sử dụng spherical coordinate. Rồi mình sẽ làm như sau. Thì chúng ta có ba cạnh đúng không? Pi thì sẽ chạy từ 0 cho đến 2pi. Rồi theta sẽ chạy từ 0 đến pi. Cái R nên mình là cái rho sẽ chạy từ căn bậc 2 của 81 là 9 với căn bậc 2 của 121 là 11. Rồi bây giờ mình sẽ xem cái hàm nó là gì. 1 chia cho x bình cộng y bình cộng z bình đó là rho bình 3 phần 2 cộng với lại 6. Mình sẽ nhân thêm một cái lượng đó là rho bình sin theta. Rồi thì cái này nó bằng cái gì, mình rút gọn đi. 0 đến 2pi, 0 đến pi, 9 đến 11. Rho bình mũ 3 phần 2 thì ta nhân hai cái mũ lại là bằng rho mũ 3. Rho 3 cộng 6. Trên tử thì mình nhân lên là rho bình sin theta. Rồi, vậy thì mình sẽ tách cái tích phân này ra là gì? Sẽ bằng tích phân từ 0 đến 2pi của 1. Đây là d phi do tích phân từ 0 đến pi đưa cái sin theta ra ngoài, sin theta d theta
Bình nhanh do tích phân từ 9 đến 11 của rho bình chia cho rho mũ 3 cộng với lại 6 d rho. Rồi, vậy thì mình đã tách nó thành ba cái tích phân như thế này. Và bây giờ mình chỉ việc lấy máy mình nhân lại với nhau là xong. Tích phân từ 0 đến 2 pi của 1. Mình nhân phân từ 0 đến pi. Cosinus nhân cho tích phân từ 9 đến 11. X bình thì cho x mũ 3 cộng với 6. Rồi chúng ta sẽ thu được kết quả là xấp xỉ 2.50. 2.50 thì mình cho đáp án gì? Còn đến với câu số 8 mà toán cơ chúng ta tính tính flux và tính từ thông. Vector F bằng cái này xuyên qua mặt bằng S. Rồi, thì chúng ta biết là đây ứng dụng của flux thì chắc chắn là chúng ta sẽ dùng đến surface integral. Ok, chúng ta sẽ phân tích bài toán như sau. Thì chắc chắn là mình đặt đây là kết quả là y, đúng không? Y bằng phân 2 cái gì? Thì chúng ta sẽ công thức đó là trừ p trừ pgx trừ qgy cộng với lại r nó bằng cái gì, mình thế vào trừ p nó là căn bậc 2 của 23x, g thế là x, đặt hàm này thế x là được là còn 2 căn 24x nhân nha. Rồi mình trừ q là mình cộng với lại căn 24y, đã hàm này thế y là được là 2 căn 23 y. Rồi mình cộng với lại hàm r là cộng x bình cộng y bình. Rồi mà chúng ta biết được là cái này ở đây là miền D, và miền D chắn nó là x bình cộng y bình bé hơn 529 phần 576. Thì chúng ta sẽ sử dụng polar coordinate là chạy từ 0 đến 2 pi. Đây là chạy từ 0 cho đến căn bậc 2 của 529 phần 576. Thì nếu như bạn biết được thì cái này chắc chắn nó là bằng 23 phần 24. 23 phần 24. Rồi. Bên trong đây nó còn cái gì? Và có thể đặt là 2 căn 23 căn 24 ở đây. Đã có x bình cộng y bình đặt nhân từ chung rồi đúng không? Là x bình cộng y bình. Không, còn đằng sau đây cũng có nên chúng ta sẽ lấy cái này cộng với 1. Đúng không? Tượng này cộng với lại 1 nhân cho x bình cộng y bình, tức là nhân cho r bình. Chúng ta phải nhân thêm một cái nữa là r d phi thành r mũ 3. Nên r d phi. Rồi, bấm máy tính thôi là xong. Phân từ 0 đến 23 phần 24. Một cái gì 2 căn 23 nhân 24 cộng với 1 x mũ 3 lấy tích phân từ 0 đến 2 pi của A nữa, 0 đến 2 pi của A bằng cái gì? Đây, ta thu đáp án là 63.5815 và chính xác đây là phương án phản bề. Câu số 9, toán cơ tính công công quốc đơn trên cái miền này. Ở trước chúng ta phải tham số nó trước, miền C này chúng ta phải tham số nó là x thì ta đặt nó bằng t, còn y thì sẽ bằng 3 căn t. Điều kiện đó là t bằng x chạy từ 3 mé là bằng t và mé bằng 4.8. Rồi, thứ hai ta sẽ áp dụng công thức. Thì chúng ta đặt cái lượng trước đây là t, cái lượng trừ 3.2xy ta đặt là q. Thì công thức của nó là y nó sẽ bằng phân từ 3 cho đến 4.8 của p là 3.6. Chúng ta sẽ thay y vào, y là bằng 3 căn t. Rồi nhân cho x phẩy là 1 cho trừ cho 3.2, x là bằng t, còn y là bằng 3 căn t. Ta nhân cho y phẩy nó bằng 3 chia cho 2 căn t. Đây sẽ là đưa t. Rồi cho chỉ việc chúng ta bấm máy tính là xong. X phân từ 3 đến 4.8. Đây là 3.6 nhân cho 3 căn x
3 trừ cho 3.2 nhân cho x nhân cho 3 căn x, 3 nhân cho 3 chia 2 căn x, thu được kết quả là trừ 62.78. Đoán đúng ở đây là phương án A. Phương án nó sẽ đến với lại một câu line integral mà liên quan đến independent of path. Thì nếu như chúng ta đặt cái hàm trước đây là hàm t và hàm đằng sau đây là hàm q, thì chúng ta có cái tích phân này sẽ independent of path khi qx bằng pi. Rồi nó sẽ đặt hàm q theo nick. Rồi thì mình có là cái q bằng cái gì? Trừ hi nhân cho 2i e mũ 2i cộng x e mũ 2i e mũ y. Còn mình bắt đạo hàm này theo nick thì chúng ta có trừ hi vẫn là bằng số đưa ra ngoài. Ở cái bên trong đây chúng ta đạo hàm theo nick thì cái lượng trước đây thì nó bằng 0 hết. Còn lại đó là nhân cho e mũ y. Các bạn có thể bạn nhân phân phối vào để bạn đạo hàm cũng được không sao. Và bằng pi hàm bao hàm p là bằng e mũ y nhân hi. Vậy suy ra được nó là pi là bằng cái gì? Nó là bằng e mũ y đạo hàm là e mũ y nhân hi cộng với lại e mũ y nhân hi đạo hàm là h phẩy là bằng e mũ y nhân hi cộng e mũ y nhân cho h phẩy. Chúng ta có là hai này giống nhau đúng không? Ta chuyển vế qua trừ 2 hi e mũ y bằng e mũ y nhân cho h phẩy. Chúng ta thấy e mũ y là một lượng vuông, chúng ta bỏ nó rút gọn đi hai vế. Đấy, chúng ta suy ra được nó là trừ 2 hi bằng h phẩy. Chúng ta sẽ chia qua đó là trừ 2 bằng h phẩy y chia cho hi. Vậy chúng ta sẽ nguyên hàm hai vế lên. Còn đây chúng ta có là nguyên hàm của h phẩy y chia hi. Chính là dấu hiệu của ln đúng không? Lnhi là h phẩy chia h. Thế bằng nguyên hàm ở bên tay trái trừ 2y cũng là cộng thêm một cái hàng số c thì đặt đây là lnc. Tại sao mình đặt như vậy? Tại vì khi mình e mũ lên thì nó sẽ đẹp hơn. Nên mình e mũ hai vế lên ta thu được nó là hi đúng không? Bằng cái này e mũ lên là e mũ trừ 2y cộng lnc. Ta tách thành hai cái tích là e mũ trừ 2y nhân e mũ lnc. Đây sẽ bằng e mũ lnc là bằng c đúng không? Bằng c nhân cho e mũ trừ 2y. Đó, chúng ta sẽ sử dụng dữ kiện đó là h0 bằng 3. H0 bằng 3. Thay y bằng 0. Thì chúng ta có được đó là h0 bằng c nhân e mũ nhân e mũ 0. E mũ 0 bằng 1 bằng c đúng không? H c bằng 3. Thì đáp án chính xác ở đây là phương án C. Đến với câu 11. Nhất mà toán cho chúng ta là một cái miếng D là đường tròn tâm là 0,5, nằm trên trục tung là 0 và trên đây là 5. Rồi R bằng 5. Cho nó như thế này. Rồi và tiếp theo nó cho chúng ta là miếng D nằm bên dưới đường thẳng trừ 4x cộng 5, tức là đi qua điểm 0,5 này đúng không? Trừ 4x cộng 5 là đường chéo xuống như thế này. Bài toán kia đó chính là chắc density tại mỗi điểm là 1. Thì rồi, ok. Đây là liên quan đến tích phân đôi đúng không? Chắc density mà, tích phân đôi bằng 1 tại mỗi điểm. Rồi, thì nó sẽ liên quan đến bằng diện tích của cái miền miền D này đúng không? Thì nói mới được là miền D là phần nằm bên dưới đường thẳng. Nằm bên dưới là phần ở dưới đây đúng không? Rất là dễ dàng thấy được là cái đường trừ 4x cộng 5 này nó sẽ chia đôi cái đường tròn này ra đúng không? Chia đôi là hai phần bằng nhau. Vậy thì chúng ta chỉ việc chúng ta lấy diện tích của đường tròn này chúng ta chia hai nữa là xong. Rồi, vậy diện tích đường tròn này là bằng cái gì? Pi r bình. Pi r bình chia 2 đúng không? R bình là bằng 25 bằng 12.5 pi. Đáp án chính xác đây là phương án C. Chúng ta có thể kiểm chứng được cái này chia đôi bằng cách là thì bất kỳ cái đường thẳng nào đi qua tâm đúng không, thì nó sẽ co nó như một cái đường kính, thì đường kính nó sẽ chia đôi đường tròn làm hai đường bằng nhau. Rồi tiếp theo nó đến với câu 12 thì chúng ta có miền E là một cái phần nằm bên trong hình trụ x bình cộng y bình bằng 7. Về trong mặt phẳng ODF này có một cái hình trụ đúng không, x bình cộng y bình bằng 7
Cái bình cộng y bình bằng 7, nhưng nó bị giới hạn bởi mặt phẳng là z bằng 0 mỗi đi, và một cái mặt phẳng trên đây là mặt phẳng z bằng 5 đúng không? Đây hình trụ như thế này. Đoán kêu là tính thể tích của cái phần này thì đây là một hình trụ đó. Hình trụ V của nó sẽ bằng pi r bình h. Rồi, cái này bằng pi r bình là bằng 7. H là chiều cao là bằng z bằng 0 đến 5, z bằng 5. Đáp án đây là 35 pi. Anh chính xác đây là phương án C. Rồi, nó đến với câu 13 về bài toán cho một cái hàm z định nghĩa là bằng 3zx trừ ln của 4y cộng z trừ 3z bằng 0. Cho z tại điểm 1, 0 bằng 1, toán kêu tính zx. Rồi, chứ từ cái phương trình bài toán cho thì chúng ta sẽ đó là 3zx trừ ln của 4y cộng z trừ 3z bằng 0. Nó sẽ đạo hàm hai vế, hàm hai vế theo lít đúng không, hàm theo lít đúng không? Đó, ok, 3xz thì chúng ta đổi xuống bằng cái gì, 3 x là bằng 1 đúng không, là còn z cộng cho x nhân cho z x. Đó, ok, nó trừ cho, rồi z là một hàm thành x, nó sẽ lấy u phẩy chia u, tức là z x đúng không, còn cộng với 4y đạo hàm thành x là không có, chia cho u là 4y cộng z. Rồi, trừ 3 zx sẽ được bằng 0. Chúng ta biết z bằng 1. Z bằng 1. X bằng 1, y bằng 0. Mình thay vào đây thôi, mình xếp số nó được. Đây là 3 z bằng 1 cộng cho x bằng 1 luôn, cộng cho zx trừ cho zx. Còn đây là y bằng 0. Z bằng 1, với mẫu đây còn 1 đúng không? Là trừ cho ZX thôi. Trừ 3 lần là trừ 4ZX. Đây bằng 0. Và mình rút gọn lên thôi. Nhân phân phối vào đây là 3. Đây là trừ cho ZX bằng 0. Vậy thì ta chia ZX bằng 3. Và phương án chính xác đây là phương án B. Câu số 14. Và đánh cho hàm nghĩa S này là một phần của mặt cầu nằm trên mặt phẳng Z bằng 1. Cái hình cầu này có tâm là 201. Thì chắc chắn là z của nó đây, vẽ này vẽ trục z thôi, thì z nó bằng 1 đúng không, 201 thì có hai phần, phần nằm trên và phần nằm phía bên dưới, thì chúng ta chỉ rút z ra thôi, là z trừ 1 tất cả bình đúng không, bằng cái gì mình chuyển vế qua 1 trừ trừ 2 tất cả bình trừ cho y bình, và mình lấy căn bậc 2 hai vế đi, z trừ 1 bằng căn bậc 2 của 1 trừ cho x trừ 2 tất cả bình trừ y bình, và mình chuyển qua 1 cộng đúng không. Đó, chúng ta lấy như thế này. Sở dĩ vì chúng ta biết là phần z này phải lớn hơn 1, cho nên chúng ta có thể bỏ dấu căn đi tùy ý. Đáp chính xác ở đây là phương án D. Và câu số 15, đánh cho chúng ta f độ 5 năm, fx đạo hàm của hàm f theo x tại điểm 5 năm và hàm f theo y. Đánh cho là tính xấp xỉ cái này. Chúng ta có công thức của linear approximation là gì? Fxy. Đúng không? Cái xấp xỉ fx0 y0 cộng với lại fx nhân cho x chữ x0 cộng với lại fy nhân cho y chữ y0 với fx và fy là đạo hàm theo hình x và theo hình y tại cái điểm x0 y0. Rồi, vậy thì mình xấp xỉ bằng cái gì? Ở bài toán này chúng ta sẽ chọn x0 và y0 là hai số nguyên gần nó nhất là 5 với 5. Đây sẽ là bằng 1.5 đúng không? F 5 5. Tiếp tục chúng ta cộng với lại 4.2 nhân cho 5.01 trừ đi 5. Đây, tiếp tục nó cộng cho 0.4 đúng không? Fy là 0.4. Cho y chữ y0 4.99 trừ đi 5. Còn này bằng cái gì? Nó chỉ việc bấm máy tính là xong. 1.5 cộng 4.2 nhân cho 0.01 cộng 0.4 nhân cho trừ 0.01. Đây, đã thu được đáp án đó là 1.538. 1.58 phản đúng là phương án D. Rồi, đến với câu 16, bài toán cho hàm G. Rồi chúng ta cho hàm x theo hình R với hình S. Rồi, do biết được điều kiện H này bằng G của x RS, chúng ta tính HF. Chúng ta có là H RS đúng không? Và theo đạo hàm theo hình S thì nó bằng, chúng ta đã có cái này bằng G của x RS đúng không? Đó, chúng ta sẽ đạo hàm này theo hình S. Thì chúng ta có là G thì theo hình x. Đây mình vẽ sơ đồ, G thì theo ảnh x, x thì theo hai ảnh là ảnh R với ảnh S.
mà mình đang cần tính là g theo ns, g theo ns thì nó sẽ bằng cái gì? Sẽ bằng g theo x nhân cho x theo ns, đúng không? Đó là công thức. Rồi g theo x thì mình cần xác định được là tại cái điểm r bằng 0,7, s bằng 0 thì x bằng bao nhiêu? Mình thế vào chỗ này sẽ là 0 đúng không? S bằng 0 rồi. Ln đây ln1 cũng bằng 0, vậy là x sẽ bằng 0. Mình sẽ cần tính gx tại điểm x bằng 0 nhân cho x theo ln s, sẽ đạo hàm hàm x theo ln s. Thì cái này sẽ còn lại là r mũ 6 đúng không? X theo ln s đây là cộng 1 chia s. Đó, chúng ta thay cái điểm r bằng 0,7, s bằng 0 vào sẽ bằng là 0,7 mũ 6 cộng cho 1 phần 1 bằng 1. Đó. Rồi, tính g theo x đạo hàm tại x bằng 0 thì nó sẽ bấm máy thôi. Sẽ nhập vào đây là shift d trên dx này, ta sẽ nhập vào e mũ cos x nhân với x chia cho 1 cộng tan bình x, tan x bình phương tại điểm x bằng bao nhiêu? Tại điểm x bằng 0. Đây, ta thu được 2,71 này. Rồi, 2,71 này bây giờ mình nhân cho 0,7 mũ 6 cộng với lại 1. Đây, ta thu đáp án là 3,038. Để đáp án chính xác đây là phương án C. Rồi, tiếp theo mình sẽ đến là phần tự luận. Thì bây giờ ta sẽ đến là câu tự luận của A. Bài toán kêu là tìm số nguyên x lớn nhất nằm trong khoảng convergence của cái chuỗi này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng ratio test. Rồi mình sẽ tính lim của n tiến đến vô cùng của a n cộng 1 chia cho a n. Mình đặt cái lớn này đây là a n đúng không? Rồi mình sẽ tính lim của n tiến đến vô cùng a n cộng 1, tức là mình sẽ thay n bằng n cộng 1, vậy là n cộng 8 là n cộng 5 giai thừa chia cho n cộng 1 mũ n cộng 1, ở đây là x trừ 78,2 mũ n cộng 1. Rồi mình sẽ chia cho cái lượng ban đầu thôi, này mũ n cộng 7 n cộng 4 giai thừa chia cho n mũ n, ta nhân cho x trừ 78,2 mũ n, và mình sẽ rút gọn hai cái này, rút gọn với nhau chênh lệch là trừ 1 đúng không, là lim n tính đến vô cùng chia nhau ra trừ 1. Còn cái tiếp tục mình chia lên đây là sẽ còn lại là n cộng 5. Còn cái phân số này mình đảo ngược nó lại là n mũ n chia cho n cộng 1 mũ n cộng 1. Và mình chia này đi, còn x trừ 78,2 đây. Rồi, do là tuyệt đối nên chúng ta phải để tuyệt đối đấy nha. Lim mình có tuyệt đối thì chúng ta có thể dễ dàng nó bỏ đi cái số trừ 1 này đi được, đúng không? Lim n tiến đến vô cùng nó còn lại là n cộng 5, mình tách cái này ra là chia cho n cộng 1 đây đi, đây là n chia n cộng 1 mũ n. Chúng ta biết đâu lim này tiến đến vô cùng cũng bằng 1 nên chúng ta có thể bỏ đi được đúng không? Nó còn lại là cái này nhân cho x trừ 78,2. Rồi vậy chúng ta cần tính thế này nữa, thì chúng ta cần tính lim của n tiến đến vô cùng của này, mình sẽ viết lại là n chia cho n cộng 1 mũ n. Để tách cái này ra đó là n cộng 1 trừ đi 1 đúng không, chia cho n cộng 1, cái này bằng 1 trừ 1 chia n cộng 1 mũ n ngoài đây mũ n. Thì lim n tiến đến vô cùng của 1 trừ 1 chia n cộng 1 mũ n thì cái này là bằng, cái này mình sẽ cộng với trừ 1 trên đây, cái này trừ 1 là bằng e mũ trừ 1. Vậy thì cái này nó sẽ bằng e mũ trừ 1 nhân cho x trừ 78,2. Đó chỉ số đây nha. Để cái chuỗi này hội tụ thì cái lim này bé hơn 1 đúng không? Tức là x trừ 78,2 lớn hơn, bé hơn cái gì? Để cho nhân cái e mũ trừ 1 qua về bên đây sẽ được là nằm trong khoảng từ e cho đến trừ e. Mình chỉ quan tâm cái nửa này thôi, là x nó sẽ bé hơn 78,2 cộng với lại e. Bấm máy thử 78,2 cộng với lại e đúng không? Thì mà thấy được cái kết quả đó là 80,91. Vậy thì cái số nguyên lớn nhất trong khoảng này
Đó chính là 80. Đáp án đúng ở đây, câu này chính là bằng 80. Câu B, đây là một câu liên quan đến tích phân 3. Thì chúng ta đã thấy được hai cạnh của Z rồi, thì chúng ta áp dụng thôi. Ta sẽ biến đổi cái này thành tích phân 2. Y bằng phân của cái mình này, mình gọi là mình D đi. Còn cái Z là sẽ chạy từ 5 của x bình cộng y bình trên trên là 2 của 5x trừ 3z dz da. Vậy trước hết mình sẽ tính nguyên hàm của cái này thì ẩn z là 5xz đúng không? Trừ 3 phần 2 z bình trên là 2, cạnh dưới là 5 của x bình cộng y bình. Thế nó vào bằng 5x mình đặt nhân tử chung. Vậy là cạnh trên là 2 trừ cho cạnh dưới là 5 của x bình cộng y bình. Rồi mình sẽ đặt tiếp theo là trừ cho 3 phần 2 x bình đúng không? Là cạnh trên bình trừ cạnh dưới bình. Dưới bình là 25 x bình cộng y bình tất cả bình. Rồi vậy thì mình đã có cái biểu thức bên trong cái tích phân 2 là cái này, rất là phức tạp đó, mình chưa vỗ bấm máy. Vậy thì bây giờ mình sẽ chuyển nó qua nó bằng. Vậy bây giờ cái tích phân 2 cái cạnh D này mình sẽ xử lý như thế nào? Mình cho hai cái này bằng nhau là xong, hai cái Z bằng nhau, là bên ngoài sẽ chạy từ 0 đến 2 pi của ở bên cạnh dưới là R là bằng cái gì, chạy từ 0 cho đến cái này là mình chia qua là 2 phần 5 luôn, 5 x bình cộng y bình bằng 2. Suy ra được là x bình cộng y bình là R bình bằng 2 phần 5. R sẽ bằng căn bậc 2 của 2 phần 5, chạy từ căn bậc, đây là căn bậc 2 của 2 phần 5 của bên trong, là mình sẽ lấy R mình nhân lên cho đỡ quên. À ở đây mình thay vào 5x là 5R cos phi đúng không? 5R cos phi nhân cho 2 trừ 5R bình. Mình tiếp tục mình trừ cho 3 phần 2. À, đây là R ở ngoài nha. Rồi 3 phần 2 nhân cho 4 trừ 25 R bình, mà bình nó là R mũ 4. Đó. Đó, đây là đáp án của bài toán. Rồi chúng ta sẽ tính cái tích phân 2 này nữa là xong. Tích phân 2 này sẽ bằng cái gì? Mình ghi lại tích phân từ 0 đến 2 pi của tích phân từ 0 đến cao 2 của 2 phần 5. Mình nhân phân phối vào là 5 R bình cos phi nhân cho 2 trừ 5 R bình một cụm. Cụm tiếp theo là mình trừ đi 3 phần 2 R nhân cho 4 trừ 25 R mũ 4 DR DP. Vậy mình sẽ tính từng cái nhóm riêng mà mình trừ đi nhau là xong. Đây. Rồi với nhóm đầu tiên thì có cái cos phi chỗ này nó hơi rỗi thì mình sẽ đưa nó ra ngoài, tức là tích phân từ 0 đến 2 pi. Do bên trong đây là DR, cos phi là hằng số luôn, đưa ra đây là cos phi d phi. Còn lại là tích phân từ 0 đến căn bậc 2 của 2 phần 5. 5R bình cho 2 trừ 5R bình DR. Đó, theo R phi tách đương ra. Và còn lượng sau thì mình sẽ tính tích phân từ 0 đến 2 pi của 1 thôi. Còn lại là bên trong là từ 0 đến căn bậc 2 của 2 phần 5 của 3 phần 2 R nhân cho 4 trừ 25R mũ 4. Đó, còn lại mình bấm máy tính nó là xong. Bấm tích phân từ 0 đến 2 pi của cos phi. Đây là cos x. Mình nhân với lại tích phân từ 0 cho đến căn bậc 2 của 2 chia cho 5 của 5 x bình nhân cho 2 trừ 5 x bình. Rồi ra được một cụm, rồi nó sẽ làm với cụm thứ hai. Mình trừ cho tích phân từ 0 đến 2 pi của 1. Nhân với lại tích phân từ 0 đến căn bậc 2 của 2 phần 5. Của 3 phần 2 R là x nhân cho 4 trừ 25 x mũ 4. Đây, ta sẽ thu được kết quả đó là trừ 8 pi trên 5. Đây,
bằng trừ 8pi chia cho 5. Đây, mà bạn đã muốn kết quả chính xác nữa thì chúng ta sẽ được đó là trừ 5.0265.